lái tàu mắc phải lỗi sai chí mạng. Người lái tàu là một anh béo, phát hiện đường dây phía trước có vấn đề nên anh đã vi phạm quy tắc, tự ý nhảy xuống dưới đường, định chạy đến chỉnh lại đường dây, nhưng anh ta đã quên mất một điều. Lúc ở trên tàu nhìn thấy máy chuyển đổi đường dây rất gần, nhưng khi xuống dưới thì thực tế máy lại ở rất xa. Anh Lê cơ thể nặng hơn 100 cân thịt chạy một cách chậm chạp, rồi dương mắt lên nhìn tàu hỏa chạy qua. Khi chạy đến chiếc máy thì đã quá muộn. Anh béo bắt đầu đuổi theo tàu hỏa, nhưng con tàu lại mỗi lúc một nhanh hơn. Chuyện này là sao vậy? Lúc nãy vừa xuống đất, rõ ràng đã kéo cần chạy chậm rồi, nhưng anh ta không biết là lúc tàu hỏa di chuyển thì rung lắc, khiến chiếc cần bị gạt sang chế độ tăng tốc, hơn nữa còn tăng tốc tối đa. Khi tàu hỏa tăng tốc, anh béo cũng cố gắng đuổi theo nhưng vấp một cái ngã xuống đường, lần này không đuổi kịp rồi, hơn nữa những công nhân gần đó còn đang cười nhạo anh ngã rất đẹp mắt. Tàu hỏa chạy rất nhanh, lần này gây họa lớn rồi. Con tàu mang số hiệu 777, kéo theo 39 toa phía sau chứa đầy chất đốt công nghiệp ở trạng thái dễ cháy và cả ngàn tấn dầu diesel. Nó trở thành một quả bom siêu to khổng lồ, một khi phát nổ thì những thị trấn lân cận sẽ bị san bằng. Nguy hiểm trước mắt là có một toa xe du lịch chở theo 150 học sinh đang di chuyển ngược chiều trên cùng một đường dây, chỉ hơn 20 phút nữa thôi thì sẽ va chạm với tàu 777. Vụ tai nạn này làm sao để tránh khỏi đây? Hơn nữa đây là tai nạn được chuyển thể từ sự kiện có thật. Anh béo và đồng nghiệp đến trung tâm chỉ huy báo cáo tình hình với chị da đen. Anh béo nhấn mạnh lúc mình xuống tàu đã cài đặt chế độ phanh tự động, tốc độ của tàu không vượt quá 10 km, tàu 777 sớm muộn cũng sẽ tự dừng lại. Dựa vào lời báo cáo của anh ta, chị da đen tính toán sau 15 phút nữa tàu sẽ di chuyển đến trạm số 5, thế là cô ta lập tức điều động anh tóc trắng đến đó. Nhưng sau khi anh tóc trắng đến trạm số 5, đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy tàu đâu nên phán đoán nó đã đi qua đây rồi. Chị da đen hỏi lại anh béo vận tốc của tàu, lúc này anh ta mới nói ra sự thật. Con tàu đang chạy hết tốc độ hướng về phía trước. Chị da đen ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nên bảo cấp dưới chạy đến trạm số 13 và cố gắng hết sức leo lên tàu. Chính vào lúc này, toa xe du lịch chở 150 em học sinh cũng lao vun vút tới. Biết giây tiếp theo hai bên sẽ va chạm với nhau, thì tài xế xe du lịch rất lo lắng. Tàu 777 giống như một con mãnh thú lao đến. Trước đó tài xế đã nhận được thông báo ở gần chỗ này có hai đường dây giao nhau. Chỗ giao nhau ngay ở phía trước, toa xe du lịch tăng tốc thật nhanh, dường như ở dây cuối cùng đã di chuyển được sang đường dây bên kia. Bọn trẻ ngây thơ còn đang cười đùa vui vẻ, bọn chúng không biết rằng mình vừa mới thoát khỏi tay tử thần. May mà khoang toa xe du lịch khá ngắn, nên đã thành công thoát khỏi thần chết. Lúc này anh béo và đồng nghiệp đang liều mạng truy đuổi, xe của họ và tàu đuổi nhau sát nút. Trải qua nhiều lần thất bại thì đồng nghiệp cuối cùng cũng tóm được thanh sắt. Đột nhiên phía trước xuất hiện đèn giao thông cản đường, đồng nghiệp nhanh chóng rút tay về. Lúc này cửa xe bị phá hủy, phía trước đã không còn đường cho xe đi nên kế hoạch leo lên tàu của họ thất bại. Lúc này, cách tàu 777 hơn 15 km có tàu số 1206 đang trên cùng một đường dây. Tài xế là anh đầu chọc cùng với anh nhân viên đang cãi nhau, nguyên nhân là anh nhân viên đã nối thêm 5 khoang tàu phía sau. Trung tâm chỉ huy báo với bọn họ con tàu 777 phía trước mất lái, yêu cầu nhanh chóng lái vào một đường dây khác, nếu không sẽ đâm vào nhau. Nhưng đường dây có thể sẽ cách họ khoảng 10 cây số nữa, do phải kéo thêm 5 khoang tàu nên tốc độ không thể nhanh như bình thường. Hết cách, đành phải liều mạng dốc hết sức lái về phía trước. Phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về tàu 777, cả bang Pennsylvania đều lo lắng. Trên tàu có 8 khoang chứa chất nguy hiểm, cùng với 5.000 lít dầu diesel đang di chuyển đến khu vực tập trung đông dân cư. Một khi lật tàu thì hàng chục nghìn người sẽ tử vong. Chị da đen hết cách, xin ý kiến cấp trên xử lý chuyện này, nhưng lãnh đạo sao có thể để tàu của mình bị phá hủy. Nếu xảy ra sự cố sẽ phải bồi thường hàng tỷ đô, cổ phiếu cũng tụt dốc không phanh. Lúc này thị trấn gần đó đang khẩn trương sơ tán dân cư, cùng lúc đó xảy ra một vụ tai nạn. Xe tải trắng bị đâm bắn vào đường dây, nhân dân sợ hãi hò hét ầm ĩ. Lúc này, tàu 777 phi như bay đến, ngựa trên xe tải và chủ nhân nhanh chóng chạy ra ngoài. Giây tiếp theo, tàu đã đâm vào xe tải, nhưng hoàn toàn không bị xây sát gì còn xe tải lật ra ngoài, tàu vẫn tiếp tục chạy. Con tàu mất lái này đang chạy với tốc độ 71 km/h, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Trung tâm chỉ huy còn cử tàu cứu viện với mã lực cao, định chặn phía trước tàu 777 để ép nó giảm tốc độ. Khi hai tàu va chạm thì đường sắt lập tức tóe lửa lớn, kế hoạch đầu tiên thất bại. Tài xế lại bắt đầu thử lại, máy bay trực thăng cũng đuổi theo trên không định đưa một tài xế từ trên cao xuống. Tốc độ của 777 đã giảm xuống 40 km, tài xế trên cao cũng đã hạ xuống nóc tàu. Tình hình có vẻ khá khả quan, nhưng tàu 777 đột nhiên tăng tốc đâm vào con tàu phía trước, tài xế trên nóc phút chốc bắn ra và văng vào kính. Trực thăng vội bay lên cao còn tài xế đã ngất đi, kế hoạch trên không cũng thất bại. Ở lối rẽ phía trước, tàu cứu viện vốn định rẽ sang hướng khác nhưng tốc độ 777 quá nhanh, lực đẩy quá lớn khiến tàu cứu viện lật sang bên, tài xế không kịp nhảy ra khỏi đó. Cú va chạm khiến cho tàu cứu viện nổ tung, tàu bị phá hủy, còn người cũng mất mạng. Nhưng vụ tai nạn này mới chỉ là bắt đầu. Anh đầu chọc đang lái con tàu mang số hiệu 1206, lao đi với vận tốc tối đa và chuẩn bị va chạm trực diện với 777. Anh đầu chọc gọi điện thoại cho con gái coi như lời trăng trối cuối cùng trước khi chết. Còn nửa cây số nữa sẽ có một đường dây đang sửa chữa, lái vào đường dây đó là hy vọng cuối cùng của anh đầu chọc, nhưng anh lại giảm tốc độ. Anh nhân viên hỏi tại sao không tăng tốc mà lại giảm tốc, anh đầu chọc nói đi vào chỗ sửa chữa với tốc độ hiện tại thì chắc chắn sẽ lật tàu.
tốc độ giảm xuống 40, thấy 777 đang ở trước mặt, tàu 1206 đã đi vào chỗ sửa chữa, hai con tàu lướt qua nhau. Chính vào lúc mọi người hoan hô tàu 1206 đã an toàn, thì năm khoang tàu cuối cùng bị móc thêm đã bị tàu 777 đâm bay, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến tốc độ của 777. Thấy tổn thất tàu 777 gây ra càng ngày càng lớn, lãnh đạo trung tâm chỉ huy quyết định cho tàu 777 trạch bánh khỏi đường dây. Nhưng anh đầu chọc có 28 năm kinh nghiệm lái tàu nói với trung tâm chỉ huy, loại tàu như 777 hoàn toàn không thể trạch khỏi đường dây. Thế là anh ta quyết định đích thân đến đó đuổi theo tàu 777, muốn móc tàu 1206 vào tàu 777 để giảm tốc. 1206 bắt đầu đuổi theo 777 với tốc độ hơn 60 km, nhưng cấp trên lại cảm thấy anh đầu chọc quá bốc đồng, như vậy sẽ khiến cho tàu 1206 cũng bị phá hủy. Họ dọa đuổi việc anh đầu chọc sắp nghỉ hưu, nhưng anh đầu chọc không quan tâm lời đe dọa vẫn lái tàu đi. Anh nhân viên cũng bắt đầu buông bỏ thành kiến với anh đầu chọc, hai người hợp tác. Lúc này, cư dân của thị trấn nhỏ gần đó vô cùng sợ hãi, tiến hành sơ tán khẩn cấp, một khi tàu 777 phát nổ thì thị trấn sẽ tan thành tro bụi. Một số cảnh sát nổ súng vào tàu 777 trên đường, muốn bắn trúng phanh an toàn trên tàu giúp nó tự động giảm tốc, nhưng bên cạnh phanh an toàn chính là bình xăng nên bắn được vài phát thì phải dừng lại. Bắn như vậy quá nguy hiểm, cách bắn súng vào phanh an toàn cũng thất bại luôn. Cách thị trấn hơn 3,2 cây số, máy làm chật bánh đã được lắp đặt xong, nơi đây trùng hợp lại không có người ở. Lúc này tàu hỏa đến rồi, có tổng cộng 6 máy làm chật bánh, nhưng đối diện với con mãnh thú 777 đang lao đến thì hoàn toàn vô dụng. Máy móc bị nghiền nát như tương, kế hoạch lại thất bại rồi. Lãnh đạo thấy kế hoạch liên tiếp thất bại thảm hại, xem ra chỉ có thể hy vọng vào anh đầu chọc rồi. Lần này cũng không nói đến chuyện đuổi việc anh ta nữa, phương tiện truyền thông cũng tiến hành đưa tin về anh đầu chọc và anh nhân viên. Anh đầu chọc đuổi được đến đuôi tàu 777, nhưng đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Nếu tốc độ quá cao thì sẽ làm đầu tàu bị phá hủy, nhưng nếu quá chậm thì không thể nối hai tàu vào nhau. Anh nhân viên quyết định ra ngoài khoang để quan sát và dùng tay chỉ đạo. 3m, 2m, 1m, nhưng nào ngờ tốc độ vẫn quá nhanh nên đã đâm vào khoang phía trước, khiến ngũ cốc bên trong bắn tung tóe ra ngoài. Anh nhân viên suýt nữa ngã xuống, kế hoạch lần này vẫn thất bại. Anh nhân viên lại ra hiệu thử lại lần nữa, lần này tuy đã móc được hai tàu vào nhau nhưng chốt nối không thể khóa lại. Anh nhân viên chỉ có thể dùng chân dẫm vào chốt nối. Lúc này tốc độ càng nhanh hơn, anh nhân viên đạp một cái khiến chốt nối khóa được, nhưng anh ấy cũng đang xuất khỏi tầm mắt của chúng ta. Lẽ nào rơi xuống dưới rồi, may mà vẫn chưa rơi. Chân của anh ta bị thương, anh cố gắng leo lên, lật người bò lên khoang tàu và đến được bên cạnh anh đầu chọc. Anh đầu chọc bắt đầu phanh tàu khiến đường dây tóe lửa, tốc độ tàu bắt đầu giảm xuống còn 60, cuối cùng anh ấy cũng lộ ra nụ cười. Tốc độ giảm xuống dưới 50, nhưng chưa duy trì nổi 30 giây thì đột nhiên tốc độ lại tăng lên. Hóa ra mã lực của 777 quá lớn, nên toàn bộ hệ thống phanh của 1206 gần như bị phá hủy hoàn toàn và bị kéo đi, tốc độ chỉ có thể mỗi lúc một tăng. Lúc này bọn họ lại nghĩ ra cách, anh đầu chọc đi ra ngoài khoang, dùng tay chuyển động vô lăng, cuối cùng đi đến chỗ nóc tàu hỏa. Anh ta bắt đầu chạy thục mạng trên nóc tàu, ở trên mỗi khoang tàu đều khởi động phanh tay. Lúc này tốc độ tàu giảm còn 33, thấy sắp thành công rồi nhưng hệ thống phanh của mỗi khoang tàu toàn bộ tóe lửa hết. Lần này lại thất bại rồi, anh nhân viên liên hệ với anh đầu chọc, nói với anh ta hệ thống phanh hỏng hết rồi. Động cơ của tàu 777 quá mạnh, tôi không thể không cảm thán là ôi anh ơi, thế này khó cho anh rồi. Đoàn tàu lại bắt đầu tăng tốc, lúc này chuẩn bị đi đến khúc cua, con tàu mất lái sắp sửa đi vào khúc cua trên cầu. Trên biển ghi chú vận tốc tối đa 15, nhưng vận tốc hiện tại là 60, một khi đi vào khúc cua thì chắc chắn sẽ chật bánh. Bên dưới cầu lại toàn là các thùng chứa dầu, cộng thêm chất dễ cháy trên tàu thì diện tích nổ sẽ lớn chưa từng có. Chính vào thời khắc cuối cùng, anh đầu chọc chỉ huy anh nhân viên kéo phanh, bắt buộc phải dùng toàn lực bởi hiện tại đã không còn cách nào khác rồi. Tàu hỏa đi vào khúc cua, tất cả mọi người đều rơi vào khoảnh khắc nghẹt thở. Đường dây ma sát tóe ra lửa, một số hàng hóa không được cố định chắc chắn trong khoang rơi xuống. Anh đầu chọc tiếp tục an ủi anh nhân viên đừng lo lắng, tiếp tục kéo phanh. Trong giây phút sinh tử, anh nhân viên không ngừng kéo rồi lại thả cần phanh tàu. Điều này giống với kỹ thuật phanh lúc lái xe hơi. Thân tàu đã nghiêng góc 25 độ, có thể gặp nguy hiểm lật tàu bất cứ lúc nào. Tia lửa trên đường dây tóe ra nhiều hơn. Bọn họ cố gắng hết sức giúp tàu đi với tốc độ vừa phải, nhưng nguy hiểm vẫn chưa được loại bỏ. Tàu lại đi với tốc độ hơn 75, anh đầu chọc đứng trên nóc chạy đến chỗ đầu tàu. Sau khi chạy qua vài khoang thì gặp chướng ngại vật lớn, khoảng cách này hoàn toàn không thể nhảy qua. Lúc này, anh tóc trắng lái xe bán tải đến chi viện, anh nhân viên cố nén đau và thành công nhảy lên thùng xe. Xe bán tải đuổi theo tàu hỏa, đây là cơ hội cuối cùng, hơn 20 giây nữa thì phía trước sẽ không còn đường cho xe hơi chạy nữa. Anh nhân viên chuẩn bị sẵn tư thế, đợi thời cơ thích hợp cố hết sức nhảy lên tàu trong giây phút cuối cùng. Anh ta nắm được thanh sắt, nhưng dưới chân không có gì để đứng nên chân bị quệt xuống đất. Lúc này phía sau có hơn 10 chiếc xe cảnh sát đi sau, tất cả mọi người đều nín thở. Giây tiếp theo, anh nhân viên dùng sức hai cánh tay, cuối cùng cũng trèo lên được, anh thành công đi vào buồng lái. Tất cả mọi người đều vui sướng vì hành động của anh, họ hoan hô reo hò. Anh ấy vào trong, kích động kéo phanh, con dã thú mất kiểm soát 777 cuối cùng cũng bắt đầu giảm tốc độ. Chạy thêm 2 cây số, con tàu cuối cùng cũng dừng lại, anh nhân viên và anh đầu chọc giơ nắm đấm thắng lợi lên cao. Vụ tai nạn mang tính hủy diệt cuối cùng cũng được giải quyết, hai người họ đã trở thành anh hùng. Bộ phim đến đây là kết thúc.
Bộ phim này có tên là Hiểm Nguy Di Động, được chuyển thể từ sự kiện có thật, nhân vật trong phim cũng là thật. Câu hỏi của kỳ này, các bạn thích đi tàu hỏa hay máy bay hơn? Nếu chọn tàu hỏa bấm phím 1, chọn máy bay bấm phím 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.